Dạ vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị Hải Phòng xin kính chào bà con cô bác. Hôm nay em lại tiếp tục tổng hợp lên sóng những mẫu xe vừa mới cập bến cửa hàng và những mẫu xe đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Vậy thì bác nào mà đúng màu, đúng mệnh, đúng chân một trong những mẫu xe đang có tại bãi xe ô tô cũ Hải Phòng Đoàn Nghị, hãy cứ nhấc máy lên liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like và đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và trước đầu tiên là một mẫu xe Jolly. Vâng, một mẫu xe Jolly bản đủ tư nhân chính chủ, biển này là biển Bắc Giang 98A. Vâng, một mẫu xe đăng ký 8 chỗ ngồi mà giá tiền chỉ với loanh quanh 100 triệu đồng. Vâng, sản xuất những năm 2004 các bác nhá. Đấy, một mẫu xe bản đủ đây. Đấy, bản đủ này, con này máy turbo các bác nhá, kim phun điện tử này. Vâng, đèn cột lốp treo, vâng, turbo mát xách. Vâng, một mẫu xe Jolly, vâng, một mẫu xe đăng ký 8 chỗ ngồi. Bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này, mua về chạy công trình, công trường thì ok luôn các bác nhá, thương hiệu Nhật Bản luôn các bác này. Mà giá tiền chỉ loanh quanh 100 triệu đồng thôi. Vậy thì bác nào mà quan tâm đến mẫu xe Jolly, một mẫu xe bản đủ này. Đấy, thương hiệu của Nhật Bản thì cứ alo cho em. Đấy, các bác mua về chạy công trình công trường ok các bác nhá, keo chỉ zin luôn. Keo chỉ zin máy số ngon. Vâng, một mẫu xe 8 chỗ ngồi mà giá tiền chỉ loanh quanh 100 triệu đồng thôi. Đấy. Vậy thì bác nào mà quan tâm đến mẫu xe Jolly, một mẫu xe thương hiệu Nhật Bản này cứ alo cho em. Một mẫu xe đăng ký 8 chỗ ngồi mà chỉ loanh quanh 100 triệu đồng các bác nhá. Đấy, biển kiểm soát Bắc Giang, vâng, 98A04929 các bác nhá. Tiếp tục đây là một mẫu xe Toyota Vios. Vâng, Toyota Vios có năm sản xuất những năm 2011. Mang nước sơn màu đen, mang biển kiểm soát Hà Lam 90A. Vâng, 0010. Vâng, một mẫu xe quốc dân, mẫu xe lồi đồng cùi đá các bác nhá. Mẫu xe Toyota Vios 2011 giá tiền chưa đến 200 triệu đồng các bác nhá. 198 triệu đồng cho một mẫu xe quốc dân, mẫu xe lồi đồng cùi đá, la răng đúc 4 bánh này. Xi nhan báo rẽ trên gương, gương kính chỉnh điện. Dòng Toyota thì máy móc của nó rất là lành, đồ đạc thì rất là dễ thay thế các bác nhá. Đấy, trước này vừa mới cập bến cửa hàng các bác này. Đấy, bản này nó là bản Nimo, gương kính chỉnh điện này, màn hình Android cam nuôi đầy đủ các bác nhá. Vâng, chỉ với 198 triệu đồng còn có bao hồ sơ cũng như có cả vận chuyển cho các bác. Đấy, mẫu xe quốc dân, mẫu xe lồi đồng cuối đá này. Đấy, nội thất này, ghế da này rất là đẹp luôn các bác nhá. Đấy. Và tiếp tục đây là một mẫu xe Toyota Vios nữa này. Toyota Vios con này thì có năm sản xuất 2018 các bác nhá. 2018 mang nước sơn màu vàng cát, mang biển kiểm soát Hải Phòng, hoa phượng đỏ 15A. Vâng, 39583. Mẫu xe quốc dân, mẫu xe lồi đồng cuối đá. Vâng, dòng Toyota thì máy móc của nó rất là lành, đồ đạc thì rất là dễ thay thế các bác nhá, không hay hỏng vặt này. Mẫu xe Toyota Vios này bên em đang chào bán với giá là 415 triệu đồng, keo chỉ zin, máy số zin, gương kính chỉnh điện, màn hình Android, vâng, cụp xe đầy đủ các bác nhá. Đấy, 2018 mà giá tiền chỉ với hơn 400 triệu đồng một chút, 415 triệu đồng còn có bao hồ sơ cũng như có cả vận chuyển cho các bác, miễn phí tiền ship cho quý khách hàng trên mọi miền tổ quốc. Vậy thì quý khách hàng nào mà quan tâm một trong những mẫu xe đang có tại bãi xe ô tô cũ Hải Phòng Đoàn Nghị cứ alo cho em. Vâng, 415 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota 2018 này, la răng đúc, phanh đĩa 4 bánh, túi khí cũng như ABS đầy đủ luôn. Tiếp theo đây là một mẫu xe tập đi, tập lái và che mưa che nắng, mang biển kiểm soát 15A. Vâng, 3 con 4, 1 con 7, 1 con 3. Vâng, mẫu xe tập lái che mưa che nắng sản xuất 2012 mà giá thì rất là rẻ luôn. Vâng, chỉ với 132 triệu đồng quá nhá. 132 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Kia Morning. Kia là một mẫu xe dễ đi, dễ dùng, dễ sử dụng, không hay hỏng vặt, màn hình Android cam nuôi đầy đủ các bác nhá. Đấy, tên tư nhân mà biển Hải Phòng. Vâng, 132 triệu đồng cho một mẫu xe Kia Morning. Vâng, Kia Morning là một mẫu xe dễ dùng, dễ sử dụng. Vâng, biển kiểm soát lại còn Hải Phòng, hoa phượng đỏ các bác này. La răng đúc 4 bánh rồi, sơn xi thì màu xanh cốm này, rất là đẹp luôn. Tiếp tục đây là một mẫu xe Toyota Vios mang nước sơn màu vàng cát, mang biển kiểm soát Hà Nội 29A. Vâng, 66791. Mẫu xe Toyota Vios 2010. Vâng, bản Nimo lâm phun kịch đồ các bác nhá. Các bác mua về tập đi tập lái, che mưa che nắng này. Con này nó là bản sedan 2 đầu. Vâng, mẫu xe sản xuất 2010, biển kiểm soát lại còn Hà Nội các bác nhá.
Đấy, biển Hà Nội thì rất là có giá trị luôn. Và chiếc này bên em đang chào bán với giá là đâu đó là 189 triệu đồng các bác nhá. 189 triệu đồng. Đấy, cho một mẫu xe Toyota Vios, mẫu xe quốc dân, mẫu xe lồi đồng cuối đá các bác nhá. Đấy, Toyota là một trong những mẫu xe bền bỉ, tiết kiệm, vâng, thương hiệu của Nhật Bản. Biển kiểm soát lại còn Hà Nội với giá tiền chỉ với 189 triệu đồng. Bên em còn có bao hồ sơ cũng như có cả vận chuyển cho các bác, miễn phí tiền ship cho quý khách hàng trên mọi miền tổ quốc. Vậy thì quý khách hàng nào mà quan tâm một trong những mẫu xe đang có tại bãi xe ô tô Hải Phòng đoàn nghị alo cho em. Tiếp tục đây là một mẫu xe đấy, vừa mới cập bến cửa hàng nữa đây các bác này. Một mẫu xe Honda Civic, vâng, động cơ của nó là 2.0 bản đủ tư nhân chính chủ, biển Hà Nội 29A22631. Mẫu xe Honda Civic, vâng, một mẫu xe bản đủ, vâng, một mẫu xe tư nhân chính chủ, biển Hà Nội, la răng đúc, túi khí, phanh đĩa bốn bánh các bác nhá. Đấy, bản phun cửa sổ trời. Vâng, một mẫu xe Honda Civic sản xuất 2008 này. Số tự động, động cơ 2.0 nó là bản đủ các bác nhá. Đấy, gãy số trên bô lăng này. Đấy, gương kính chỉnh điện này. Với giá tiền của chiếc Honda Civic là 275 triệu đồng. Đấy, 275 triệu đồng cho một mẫu xe Honda Civic sản xuất 2008, động cơ 2.0 máy xăng. Một mẫu xe tư nhân chính chủ, gia đình sử dụng các bác nhá. Đấy, xe thì sơn xi thì màu đen, xe rất là đẹp các bác này. Đấy, biển kiểm soát lại còn Hà Nội 29A. Và đây là một mẫu xe tập đi tập lái che mưa che nắng, mang biển kiểm soát 17A. Một mẫu xe Toyota Vios, Toyota Vios nó là bản G. Bản G số sàn, động cơ 1.5, vâng, bản sedan 2 đầu. Động cơ chỉ với 1.5 các bác nhá. Đấy, vậy thì mức tiêu hao nguyên liệu của em nó ăn tầm khoảng 6 lít xăng trên 100 cây số các bác nhá. Đấy, một mẫu xe bản G. Đấy, bản G số sàn loanh quanh là 145 triệu đồng. Bên em còn có bao hồ sơ cũng như có cả vận chuyển cho các bác. Mang biển kiểm soát Hà Nội 30A, vâng, 57233. Một mẫu xe Daewoo Gentra, vâng, Daewoo Gentra mang thương hiệu của Hàn Quốc các bác nhá, mang thương hiệu của Hàn Quốc. Giá tiền chỉ với 140 triệu đồng cho một mẫu xe Daewoo Gentra sản xuất 2010. Mang phiên bản số sàn, khối động cơ em nó là 1.5 máy xăng. Đây là một mẫu xe Ford, vâng, Ford Laser sản xuất 2002 các bác nhá. Vâng, giá tiền 140 triệu đồng. Vâng, con này thì rất là đẹp luôn, sơn xi thì màu xanh quân đội, la răng đúc bốn bánh này. Đấy, tất cả những mẫu xe đang có tại bãi xe ô tô cũ Hải Phòng đoàn nghị thì bên em đã quay hết video lẻ đây các bác nhá. Đấy, bây giờ thì em chỉ quay lướt qua và báo giá cho quý vị và các bạn xem và tham khảo. Đấy, quý vị và các bạn nào mà đúng màu, đúng mệnh, đúng chân một trong những mẫu xe nào thì cứ chụp màn hình gửi cho em sẽ gửi đường link trực tiếp cho các bác xem một mẫu xe đó đây các bác nhá. i10 này thì sản xuất 2015, số sàn, khối động cơ là 1.2, con này nó là bản sedan 2 đầu. Mà giá tiền con này thì bên em đang chào bán với đâu đó là 240 triệu đồng. Con này thì nó là Daewoo Lachetti bản CDX, nhập khẩu sản xuất 2008. Giá tiền loanh quanh 200 triệu đồng. Đấy, form dáng con này thì không bao giờ bị lỗi thời các bác nhá, rất đẹp luôn. Tiếp tục đây là một mẫu xe Kia Spectra sản xuất những năm 2006. Đăng ký và lăn bánh là đầu 2007, mang phiên bản số sàn, khối động cơ của nó là 1.6 máy xăng. Một mẫu xe tư nhân chính chủ, gia đình sử dụng, keo chỉ zin, máy số thì rất là ngon, tập đi tập lái che mưa che nắng con này thì rất là ok luôn. Đấy, giá tiền chỉ với 95 triệu đồng các bác nhá, 95 triệu đồng thôi. Đấy, mẫu xe phải nói là ngon, khổ và rẻ các bác nhá. Toyota Vios, vâng, sản xuất 2005, vâng, mẫu xe tập lái che mưa che nắng này, mang biển kiểm soát 35A15777, sơn xi thì màu đen, vâng, la răng đúc bốn bánh, xi nhan báo rẽ trên gương. Giá tiền 120 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota, vâng, Toyota Vios sản xuất 2005 các bác nhá. Các bác mua về tập đi tập lái và che mưa che nắng thì rất là ok luôn. Đấy, táp ly cánh cửa rất là đẹp luôn các bác này. Đấy, mẫu xe Toyota Vios sản xuất 2005 các bác nhá. Đấy, 2005. Đấy, sản xuất 2005, 120 triệu các bác nhá. Đấy, 120 triệu. Đấy. Tiếp tục đây là một mẫu xe Nissan, vâng, Nissan Soli sản xuất trong năm 2000 2000
13. Số sàn khối động cơ của nó là 1.5 máy xăng thương hiệu của Nhật Bản, Narangduk 4 bánh này. Đấy, mẫu xe Nissan Soli bản sedan 2 đầu. Trước này bên em đang chào bán với giá là loanh quanh hơn 200 triệu đồng các bác nhá. Đấy, chỉ có 215 triệu đồng thôi. Nội thất ghế da trang bị hai màu. Vâng, bô lăng 3 chấu, màn hình Android cam nồi đầy đủ luôn. Màn hình Android cam nồi đầy đủ các bác nhá. Mẫu xe tên tư nhân biển Hải Phòng. Và em lại đến một mẫu xe này là mẫu xe Toyota. Vâng, Toyota Vios. Toyota Vios sản xuất 2015, mang biển kiểm soát Hải Phòng 15A, đuôi 87 các bác này. Vâng, Toyota Vios sản xuất 2015 với giá tiền 320 triệu đồng. Các bác đã sở hữu mẫu xe Toyota Vios. Đấy, bản này là bản EA xịn các bác nhá, bản EA số sàn. Vâng, khối động cơ của nó là 1.5 máy xăng. Tiếp tục đây là một mẫu xe quốc dân, mẫu xe lùi đồng cuối đá nữa này. Đấy, đây là một mẫu xe mang biển kiểm soát Hải Phòng. Vâng, mẫu xe Toyota Vios, con này nó là bản G các bác nhá, bản G sản xuất 2014 này. 2014 này, số sàn động cơ con này thì chỉ với 1.3 thôi. Trước này bên em đang chào bán với giá là 265 triệu đồng. Vâng, 265 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota Vios, màn hình Android cam nồi đầy đủ, keo chỉ zin, máy số ngon. Vâng, gầm bệ thì rất là chắc chắn các bác nhá. Đấy, mẫu xe Toyota, vâng, là một mẫu xe bền bỉ và tiết kiệm. Mang biển kiểm soát 18A. Đây là một mẫu xe này là mẫu xe tập đi tập lái và che mưa che nắng các bác nhá. Tập đi tập lái che mưa che nắng này. Đấy, mà giá tiền thì chỉ với 79 triệu đồng thôi. Đây là một mẫu xe Trendless sở Bắc. Đấy, 2010 mà chỉ với 79 triệu đồng. Các bác mua về tập lái che mưa che nắng thì rất là ok. Đấy, mẫu xe đấy, tập lái che mưa che nắng 5 chỗ ngồi, 79 triệu đồng. Hyundai Mgram i10 sản xuất năm 2015 các bác nhá, 205 triệu đồng. Vâng, 205 triệu đồng. Sơn xi thì màu đỏ, biển kiểm soát Hải Dương 34A. Đấy, 205 triệu đồng cho một mẫu xe i10. Đấy, nhập khẩu nguyên con từ Ấn Độ các bác nhá, nhập khẩu nguyên chiếc này. Sơn xi thì màu đỏ các bác nhá, sơn xi thì màu đỏ rất là đẹp luôn. Nội thất thì rất là tươi, nội thất tươi nó nói. Ghế da trang bị hai màu, màn hình Android cam nồi đầy đủ các bác nhá. Đấy, màn hình Android cam nồi đầy đủ này. Đấy, mẫu xe tư nhân chính chủ, biển đây là biển Hải Dương. Vâng, biển Hải Dương các bác nhá, i10 này. Và đây là bác nào mà quan tâm đến mẫu xe tập lái nữa thì đây là một mẫu xe Trendless Spark này. Đấy, sản xuất 2010, số sàn động cơ chỉ với 0.8 máy xăng, biển kiểm soát Hà Nội 29A09364 này. Mà giá tiền của chiếc này bên em đang chào bán với giá là 79 triệu đồng quá nhá. Đấy, con này đặc biệt đã được nâng lên bộ la răng đúc này, rất là đẹp luôn quá nhá. Đấy, riêng bộ la răng đúc đã mất 5 triệu rồi. Đấy, màn hình cam nồi đầy đủ luôn. Đấy, tên tư nhân mà biển Hà Nội, xem ở đất sở Bắc. Đấy, chạy rất là ngon này. Máy nổ một còi kêu 4 bánh quay đều, điều hòa mát. Vâng, 5 chỗ ngồi các bác nhá, 5 chỗ ngồi mà giá thì chỉ với 79 triệu đồng thôi. Và em lại đến một mẫu xe này là mẫu xe Mazda. Vâng, mẫu xe Mazda, Mazda sản xuất 2017, 556 triệu đồng. Đấy, sản xuất 2017, bản sedan 2 đầu, keo chỉ zin, máy số zin luôn, bao tét hãng các kiểu cho các bác luôn. Đấy, bao cả sang tên bấm biển cho các bác nhé. Một mẫu xe Mazda 6 sản xuất 2017. Vâng, số tự động, động cơ của nó là 2.0 máy xăng các bác nhá. Tiếp tục đây là một mẫu xe Trendless Crew sản xuất 2011. Đấy, con này vừa mới cập bến cửa hàng các bác này, biển kiểm soát Thái Nguyên. Đấy, một mẫu xe dấu cộng các bác nhá, sơn xi thì màu đen. Giá tiền của chiếc này bên em đang chào bán với giá là 255 triệu đồng. Chiếc tiếp theo là một mẫu xe Hyundai Accent sản xuất 2011, mang biển kiểm soát 20A10257. Với giá tiền của chiếc Hyundai Accent bên em đang chào bán với giá là 320 triệu đồng có nhá, 320 triệu đồng. Hàng này hàng nhập khẩu nguyên chiếc, sơn xi thì màu bạc.
Đấy, xe thì còn rất là nhiều các bác nhá, còn rất là nhiều bản sedan hai đầu này. Đấy, thì hôm nay thì em tổng hợp một chút thôi. Đấy, một lửa bãi thôi, chưa được một lửa bãi các bác nhá. Còn vế này là xe 7 chỗ này. Đấy, còn bên trong đây là xe 5 chỗ này. Đấy, hôm nay thì em chỉ quay tạm thời một chút thôi. Đấy, để cho các bác xem và tham khảo. Thì bác nào mà đúng chân một trong những mẫu xe đang có tại bãi xe của em thì cứ đến trực tiếp bãi xe của em có nhá. Hoặc alo cho em. Đấy, alo cho em. Thì em sẽ gửi cho các bác xem một đường link đó cho các quý vị và các bạn xem và tham khảo các bác nhá. Và xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn những video lần sau.